Sau khi cắt trái xong cho cắt đọt tỉa cành tất cả mọi thứ cho nó trống ra, nó thon thoảng ra, nó tạo cái giếng trời, tạo ánh nắng lọt vào. Mình sẽ phun lại một cái cử nữa, khó lá già lá chặn đọt ủ mầm bông tất cả, rồi là bắt đầu nó sẽ nhú mầm ra. Đó, cái vườn này rất là nhiều nhà vườn, gần như là những cái vườn của Willow Farm làm là đều làm theo cái phương pháp đó, và mình làm rất là thành công. Thế nên bà con chúng ta thấy cái vườn này, hôm bữa mình có quay cho bà con chúng ta xem á, là cái vườn này là ăn. Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video. Ở đây là một cái vườn mít ruột đỏ sơ vàng, siêu trái siêu sớm ở dưới miền Tây. Vườn này bà con chúng ta có thể thấy rằng quy trình của Willow Farm, đây là giai đoạn làm bông làm trái xong rồi, nuôi trái, bây giờ đang nuôi trái nha bà con. Bà con chúng ta có thể hình dung một chút xíu là nhìn qua cái góc quay của em, bà con chúng ta có thể nhìn thấy cái vườn này. Đây, vườn này là 26 tháng, 27 tháng gì quên rồi. Trái thì bà con chúng ta khỏi phải bàn, còn cái bộ lá bên ngoài bà con chúng ta thấy bộ lá nó sáng trưng này. Bộ lá nó bóng lưỡng luôn. Phương pháp làm của Willow Farm, bà con chúng ta có thể thấy nè, kéo cái bộ lá ra. Còn trong này trái á, bà con chúng ta có thể xem một chút xíu. Sau khi mà mình review xong rồi á, thì bà con chúng ta có thể, nếu như mà đang trồng ha, bà con chúng ta cũng có thể có cái động lực khi mà bà con chúng ta đang làm theo phương pháp của Willow Farm. Trái nó núp lá này bà con. Trái nó núp, gọi là núp dưới lá luôn, gọi là cái từ núp lá đó. Đây, ngồi đây cho nó mát 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 rồi review tiếp mới nè, đứng ở ngoài kia nó nắng muốn nắm cái đầu luôn đó bà con. Thì bà con của chúng ta lưu ý ở trong cái giai đoạn này nè, là cái mít của chúng ta trong cái giai đoạn mà nuôi trái á, mà nếu như á, thời tiết mà nó sáng nó nắng, chiều nó mưa, thời tiết nó bất ổn á, mưa nắng nó coi như là nó cứ dập dìu, nó không có bình ổn á, bà con chúng ta nhớ là ra kiểm tra cái vườn của mình và quan sát cái vườn của mình, là chúng ta nên phòng ngừa nấm khuẩn nha bà con nha. Cái tình trạng mà nấm khuẩn mà gây ra thối trái á, là đặc biệt là Phytophthora đó, là nó nằm ở trên cái vườn của mình này, nó luôn luôn hiện hữu trên cái vườn của mình. Khi có một cái điều kiện thuận lợi, hoặc là gió hoặc là bốc hơi, nó sẽ bay lên. Thì ví dụ như trời đang nắng vậy, thấy không? Cái nó mưa xuống một cái, cái lượng nước nó bốc hơi lên, cái hơi nước nó bốc hơi và nó mang theo cái sợi nấm. Nó mang theo cái sợi nấm, và lúc này á, là cái sợi nấm nó sẽ chui vào ở trong cái trái và trong cái gai, cái lỗ của lỗ khí, cái lỗ thở, cái lỗ của bao mít á, thì nó làm cho thối trái, nó nấm Phytophthora. Hoặc là trường hợp á, mà đang có mưa xong rồi nắng trở lại, nó cũng bốc hơi nước, giống như cái kiểu của chúng ta là nhớ vậy này, giống cái kiểu là chúng ta nấu một cái ấm nước nấm ấm ấm lên, chúng ta thấy nó có bốc hơi á, hạt xương xương đó, cái xương nó cũng mang theo sợi nấm nha bà con. Thì bà con chúng ta lưu ý là chúng ta khi chăm sóc cái vườn của mình là nhớ vậy. Rồi, trong cái giai đoạn mà đang mang trái như thế này, bà con chúng ta không nên cắt đọt ha. Cắt đọt thì nó gây ra cái tình trạng là sượng trái, giật mình cây, đó lưu ý. Và thêm nữa là bà con chúng ta thấy cái bộ lá của bà con trong cái vườn của bà con như thế này này, mà nó có 30% mà lá non, mà 70% lá già thì không sao, nhưng mà nó lá non nó 50% mà trên cái cây luôn, thì bà con chúng ta nên nhớ là chúng ta phun một cái cử già lá và chặn đọt. Có nghĩa là chúng ta phun cái sản phẩm nào già lá rất nhanh cộng với thiên hương nano xanh, là chúng ta phun phủ lên, để chúng ta dùng cái từ chính xác nó là dìu đọt. Chúng ta dìu đọt chứ không thể nào chặn được đứng đâu bà con. Tại dưới này nước chúng ta tưới, dinh dưỡng chúng ta cung cấp, nên là lá chúng ta cho nó đi chậm lại, dùng cái từ chính xác là dìu đọt. Như mấy anh trồng sầu riêng đó, anh nắm rõ luôn, gọi là dìu đọt nha bà con. Đây, để là chúng ta nắm được cái quá trình mà chúng ta chăm sóc cái vườn của mình cho nó tốt. Rồi, cái lá của bộ lá Willow Farm làm, bà con chúng ta thấy bộ lá lực không? Bộ lá rất là lực. Thế nên trong cái quá trình mà sau khi mà chúng ta thu hoạch xong là mình cho làm trái tiếp. Cái này là cái bí quyết mà chỉ có Willow Farm mà làm. Bà Willow Farm làm cho cái vườn của bà con là làm theo cái phương pháp làm bông làm trái, là không sử dụng hóa chất. Không sử dụng hóa chất nên là cây chúng ta nó sẽ có cái chiều hướng là sinh trưởng và nó phát triển, cái cây đều vừa nuôi trái và vừa nuôi cây. Vừa nuôi trái vừa cây, vừa ăn xong là chúng ta sẽ trồng thêm một cái vụ tiếp theo liền. Thì cái phương pháp làm sao, làm cái này thì mình cũng nói nôm na cho bà con chúng ta dễ hiểu, mai mốt bà con ứng dụng này. Ví dụ như đang mang những cái trái như thế này, em né chút xíu, em tới gần chỗ này nó nắng quá, nó ngồi nó nóng cái đầu luôn. Thì trong cái giai đoạn mà đang mang trái như thế này, còn khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần nữa cắt trái nha, bà con chúng ta sẽ quan sát cắt trái. Sau khi mà chúng ta thấy cây chúng ta cắt trái rồi, chúng ta sẽ thấy mình sẽ làm bông tiếp theo. Mà nếu như mình chờ mình cắt xong mà phải phục hồi nữa, hoặc là mình chờ cái cây nữa thì nó lâu.
Đó, thế nên á là chúng ta vừa nuôi trái vừa nuôi cây ở trong cái giai đoạn này rồi. Khoảng 1 tuần 2 tuần nữa chúng ta cắt, mình sẽ cho phun một cái cử là kho lá, già lá, chặn đọt, rồi ủ mầm bông rất mạnh, phun ở trên toàn bộ bên tán ở ngoài của cái cây. À, phun tán ở ngoài bên cây mình phun chéo này này, nó không, nó bay vô, nó không có qua trái, không có ảnh hưởng gì hết, không có ảnh hưởng gì hết. Cái vườn này là cũng đã cho đã nên bà con chúng ta thấy lá nó già già rồi ha, là cái vườn này là đã bắt đầu là mình cho phun cái cử đó rồi đó. Là khi phun xong lá nó già nó sựng lại, mình cắt cái trái xong, nếu như mình cắt trái mà nó còn ở trong cái vườn của mình, nó còn có 100 200 trái nữa, không có sao hết nha bà con. Chúng ta sẽ phun một cái cử đó lại toàn bộ nữa nha. Nhưng trước khi chúng ta phun là mình sẽ cho cắt đọt, à, hạ bớt tàn và mình sửa, người ta gọi là mít thì đụng cành, chanh đụng rễ trước khi làm bông á. Đó, bây giờ mình nói lại nha, để bà con chúng ta nhớ khỏi lộn xộn, nãy giờ mình cũng do nó nắng nhiều quá mình lộn xộn ha. Còn khoảng 1 tuần 2 tuần nữa cắt trái thì mình sẽ cho một phun một cử già lá, chặn đọt, khó lá, ủ mầm bông, tất cả mọi thứ phun phủ bên ngoài hết. Sau khi cắt trái xong cho cắt đọt tỉa cành, tất cả mọi thứ cho nó trống ra, nó thon thoảng ra, nó tạo cái giếng trời, tạo ánh nắng lọt rồi. Mình sẽ phun lại một cái cử nữa, khó lá, già lá, chặn đọt, ủ mầm bông tất cả. Rồi là bắt đầu nó sẽ nhú mầm ra. Đó, cái vườn này rất là nhiều nhà vườn, gần như là những cái vườn của Willow Farm làm là đều làm theo cái phương pháp đó, và mình làm rất là thành công. Thế nên bà con chúng ta thấy cái vườn này hôm bữa mình có quay cho bà con chúng ta xem á, là cái vườn này là ăn trái tháng 1 và tháng 2, tháng giêng đó bà con, tháng 2. À, thì mình cho làm tiếp đến mới có đến thời điểm bây giờ mới bán này bà con. Đến thời điểm tháng 7, tháng 8, tháng 9 á mới có thời điểm mới bán. À, chứ không là không có để bán. Thì vừa rồi á, là cũng cắt lai rai rồi đó bà con. Còn cái cử này là chắc khoảng cỡ 2 tuần nữa thì cũng dọng thêm cử nữa là xuống hết rồi. À, bây giờ tới thời điểm này là trái nó phải nhấc rất là nhanh lớn và nó có cái độ già hết rồi. Thì có những cái cây á, mà ví dụ như cây này này chưa đâu ha, cây này thì khoảng cỡ 3 tuần nữa, nhưng mà mình đi theo cái phương pháp là cắt vừa xong là có bông luôn. Đó là cái cách của mình làm như vậy nha bà con. À, cái vườn này là khoảng 2 tuần nữa sẽ cắt thêm một cái dao nữa thôi, chứ còn bây giờ thì chưa có cắt, tại vì mới cắt hôm qua hôm kia gì bán cũng khá khá rồi đấy. Này là cái cách là mình làm nó như vậy. Thì cái cây của mình á, đối với cái vườn càng mà trên 18 tuổi, gừng càng già càng cây là mình làm bông rất là dễ. Trừ cái trường hợp một số nhà vườn chúng ta mà ứng dụng cái phương pháp mà làm có cái chất hóa chất, thì hóa chất thì mình nói thẳng luôn là có cái chất bạc lo đây, ví dụ vậy đi. Thì nếu như chúng ta làm bạc lo, chúng ta làm một mùa hai mùa, sau đó cái cây của bà con chúng ta nó suy kiệt. Những ai mà đã từng sử dụng bạc lo thì phun cái thuốc có bạc lo, phun cái ra bông dữ lắm, phun ra nuôi 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 nuôi, nhưng mà 2 mùa sau là gần như cây chúng ta nó hết nhựa. Cái này nó thẳng luôn bà con luôn, nó hết nhựa và cái bộ lá chúng ta nó quắn, nó quéo, nó queo, nó quắn, nó không có lớn. Cây nó không lớn, nó không có phát, nó không có lớn được, và hết nhựa lúc đấy đẻ không còn đẻ được nữa. Cái này nó thật luôn. Nên cái phương pháp làm của Willow Farm làm á, là mình luôn ưu tiên những cái vườn mà 18 tháng. À thôi, vừa đi vừa nói đi. Ưu tiên những cái vườn mà 18 tháng trở lên. Đây, ưu tiên những cái vườn mà 18 tháng trở lên thì mình sẽ cho làm bông và theo cái phương pháp của Willow Farm. Vừa đi vừa nói chuyện nha bà con. À, nãy giờ đứng ở bên kia con kiến lửa nó cắn quá trời quá đất luôn. Cái vườn này bạc ngàn đây bà con, anh em chúng ta thấy này, bạc ngàn luôn. Đó, bà con chúng ta thấy cây mà giật mình luôn á, cây cực kỳ sung sung, phải nói rằng là sung mãn. Không có cái cây nào mà gọi là không sung hết á, vườn này. Bà con chúng ta cho ăn tiếp, không có nghỉ. Tại sao phải nghỉ? Tại với cây như thế này mà, trái như thế này nè. À, trái như thế này, cây như thế này. Đó bà con, trái như thế này, cây như thế này, tại sao phải nghỉ? Một đời ta ba đời nói chạy luôn. Nên mình nói chung là mình lượng sức của mình hiểu làm cái gì đó, là mình cũng phải lượng sức của mình. Tuy nhiên với cái sức trái, với sức cây của này đang mang trái mà cây như thế này, thì bà con chúng ta khỏi phải lăn tăn, phải sợ gì nữa đó. À, quay cho bà con chúng ta xem, nãy giờ là em cũng mất mấy phút cuộc đời của bà con về giải thích về cái quá trình mà làm bông làm trái. À, cúi xuống bà con. Đây bà con, chúng ta qua đây em review này cũng từ từ cho bà con chúng ta xem. Cây này hình như 5 trái, cái này cũng có từng quay rồi. Đây, bà con chúng ta thấy này, đấy, đi một chút xíu nữa rồi đi qua cái clip khác nha bà con. Rồi, đi qua một cái clip khác đi.
quay cho đây coi. Bà con thấy trái, một trái trái như thế này thì bà con chúng ta còn gì nữa đâu phải bàn, còn gì đâu nữa. Gai cái da trái, cái da này là vừa là vừa mày lên đây mà ký hợp đồng luôn, vừa cho lính lên đây ký hợp đồng luôn là bà con thấy thật sự rằng là khủng khiếp. Đi tiếp tục qua chỗ khác, nhiều nhiều quá. Bên này bà con thấy bạc ngàn vườn mít trái khủng khiếp, bên ngoài không thấy đâu, bên ngoài không thấy anh em, bên ngoài là không thấy, đứng bên ngoài là quý vị bà con chúng ta không thấy nổi đâu. À, vào đứng sát sát bên trong mình thấy trái này, này có trái rồi. Rồi còn cái da này có nhiều anh em hỏi mình đó, sao nó bị vậy này. Cái này là nước mưa này bà con, cái này là nước mưa này chứ không phải là nắng mặt trời rọi vô nám đâu nha, nước mưa đó. Không cần biết em là ai. Đó là ngõ trái. Rồi ok anh, có gì để quay ở đây không, có gì để quay cho bà con chúng ta coi chơi. Rồi đi ra bên ngoài một clip khác. Ra bên ngoài một cái clip khác. Đi tiếp tục nha bà con nha. Qua bên hút qua ngoài kia thử nó có cái gì không. Vừa đi vừa tâm sự cuộc đời loài chim biển với bà con. Đi khu bên này thử mấy nãy mình quẹo dưới kia rồi. Quẹo này coi. Này nó có. Bà con coi chơi nha. Rồi, ngược nắng. Quay trái bà con thấy ok. Đây, một số anh em hỏi cuốn dài. Cuốn dài này bà quý vị. À, cuốn dài này mọi người. Cuốn dài này, Willow Farm làm cuốn dài không á? Cuốn dài này. Cuốn dài này. Cuốn dài trái này bà con. Willow Farm làm vậy đó bà con. Em làm em không thích làm cuốn ngắn. Cuốn ngắn dễ lắm. Phun bật lò cuốn ngắn này. Cây nó banh xong. Cây dễ banh dễ lắm. Tét này. Trời ơi. Trái bà con. Tét. Tét luôn, nhánh luôn. Nên bà con chúng ta lưu ý là cái mít này nó mang trái là mang ở trên cành cấp. Đừng có để đọt cao quá làm gì. Đừng để đọt cao quá làm gì. Ui, không xỉu luôn. Cây này có một cái trái chút xíu à. Có sào này quay vậy. À, và chúng ta thấy mẫu gai mẫu trái về. Rồi. Lái mà vô đây thấy con ghiền mà. Khỏi phải bàn, chủ yếu là hợp đồng giá thôi. Hợp đồng giá thôi. Ngồi dưới đây review chùm. Đấy, bà con chúng ta thấy dư dày, anh để anh chủ vườn anh để này. Đấy. Đi nữa bà con. Nữa hết cái clip rồi kết thúc video nha. Ok. Lâu lâu rồi làm cái video nói chuyện vui với bà con chúng ta một chút thôi. Lâu lâu nói chuyện cũng tầm vui. Gió nó ngã cây ngã tét này. Má ơi luôn. Cái này đúng nám này, nám nắng này. Này nám con chim nó ỉa luôn mới ghê chứ. Này nám nắng thiệt luôn. Càng về già nó càng nám. Bị nắng nó rọi vô mạnh quá, còn trái non thì không sao. Trái ngã quẹo xấu quách xấu quơ luôn. Rồi cái nào xấu thì nó xấu, cái nào đẹp thì nó đẹp bà con. Này thử coi.
này. À, ok. Cái này dạ xấu ha. Thôi cũng kết thúc video chia sẻ với bà con chúng ta chút xíu về cái quy trình mà sau khi làm trái làm đùa. Bây giờ nghỉ một chút nha bà con, bye bye bà con. Dừa dày anh để, anh chủ vườn anh để này. Đấy. Đi nữa bà con. Nữa hết cái clip rồi kết thúc video nha. Ok. Lâu lâu rồi làm cái video nói chuyện vui với bà con chúng ta một chút thôi. Rồi.